Hello, hello Vanessa, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại với Vanessa Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay Vanessa xin cung cấp cho quý vị một số những cái thông tin về những cái tiểu bang nào mà họ có những cái yêu cầu cần phải điền thông tin hoặc là cần phải bổ sung thông tin thì mới nhận được cái khoản 300-400 này, hoặc là những cái tiểu bang nào mà họ yêu cầu PUA thì không phải làm gì cả, nhưng mà những người mà nhận cái tiền thất nghiệp ở dưới dạng khác thì lại phải thực hiện những cái điền những cái form. Thì Vanessa xin chia sẻ với quý vị, và Vanessa cũng xin thông qua một số cái khoản cập nhật tiền của những cái tiểu bang nào mà quý vị đã được nhận tiền và được 6 tuần và tiểu bang nào bị ngưng, thì Vanessa cũng xin cập nhật luôn trong cái phần video hôm nay. Và còn một phần nữa đó là một cái tiểu bang họ công bố là nếu như cái gói cứu trợ có tiền thất nghiệp ở bên trong đó quý vị mà được thông qua của lần 2 mà Quốc hội thông qua thì họ sẽ phải trả lại cái tiền phi mà này. Thì tiểu bang nào là tiểu bang như vậy, và tiểu bang nào thì họ nói là họ sẽ không cần phải trả lại. Còn lại những tiểu bang khác thì chưa biết, thì Vanessa cũng xin chia sẻ luôn trong cái video này nha quý vị nha. Thì rất là cảm ơn quý vị đã ủng hộ Vanessa trong suốt thời gian qua. Thì bây giờ nếu mà quý vị ai chưa đăng ký kênh cho Vanessa thì rất là vui lòng quý vị hãy bấm cái chuông bên tay phải để ủng hộ Vanessa, cũng như là để nhận những video mới nhất. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc mọi người một ngày chủ nhật thật là vui vẻ. Thì đầu tiên đó là tiểu bang Louisiana. Thì như chúng ta đã biết là Louisiana là tiểu bang mà họ đang đưa ra những cái phần mà cần phải làm gì đó. Họ nói là người xin tiền trợ cấp thất nghiệp này cần phải làm gì, thực hiện những cái gì nếu như mà cái tiền phi mà này họ về tài khoản, thì chúng ta cần phải làm như thế nào. Thì họ nói là hầu hết thì chúng ta không cần phải làm gì cả, chỉ đến cái phần chúng ta certify hàng tuần giống như mọi khi thôi, và họ sẽ số tiền nó sẽ auto vào trong cái tài khoản của quý vị. Nhưng mà họ nói là vẫn còn có khoảng độ, họ addition có nghĩa là thêm khoảng độ là 20.000 unemployment insurance claim, có nghĩa là cái người hưởng thất nghiệp của tiểu bang Louisiana, là họ sẽ nhận được một số những cái thông tin từ LWC, có nghĩa là từ Louisiana Workforce Commission đó quý vị. Workforce Commission họ sẽ update những cái thông tin, và họ sẽ yêu cầu những cái người này claim cái information của họ để mà giống như là để confirm lại những cái information mà họ còn chưa chắc chắn đâu quý vị. Thì khi mà họ có những cái mail này đến 20.000 người này, thì quý vị hãy để ý những ai nằm trong những cái người nhận cái mail này để quý vị cập nhật thông tin, thì phải cập nhật được cái thông tin đó thì họ mới đưa cho quý vị cái khoản tiền đó nha quý vị nha. Thì đây là một cái thông tin mà họ đã để ở trong cái đường link của cái trang Louisiana Workforce Commission đó. Thì đây là cái trang mà quý vị sẽ vào của tiền thất nghiệp của Louisiana để quý vị check những cái tin những cái thông tin mới nhất họ update. Thì đó là tiểu bang thứ nhất. Tiểu bang thứ hai thì như quý vị biết là Montana, thì chúng ta đã nhận được khoảng 400 rồi, và họ cũng đã ngưng cấp tiền từ ngày hôm qua rồi. Thế nhưng mà Montana họ cũng đưa ra những cái điều kiện là quý vị sẽ phải trả lời cái câu hỏi như thế này. Nếu như còn quý vị nào á mà chưa nhận được cái số tiền này, thì quý vị để ý xem mình đã có cái trả lời cái câu hỏi là quý vị under dưới cái Covid-19 này chưa hay không nha quý vị nha. Tại vì là hôm trước thì Vanessa cũng đã có một số anh chị em cũng hỏi là Montana đã cấp hết tiền rồi, nhưng mà sao tại sao anh chưa nhận được á. Thì có thể là anh sẽ xem lại cái câu này xem anh đã trả lời là anh dưới cái này hay chưa thì mới được đó. Tiếp theo là tiểu bang Nebraska. Thì tiểu bang Nebraska này họ cũng có rất nhiều trắc trở trong cái khoản tiền nhận này, thậm chí họ còn chưa có định sẵn rõ là cái ngày để mà nhận tiền đâu quý vị. Thì bây giờ họ đã có những cái đường link mới ở bên trong này, họ đã đưa ra cái thông tin là những người nào mà nhận cái PUA á,
thì không cần phải làm một cái gì hết để mà nhận cái khoản tiền này. Còn lại là những người có thể những người mà nhận những cái chương trình khác đó, mà có nghĩa là trừ cái người nhận cái chương trình của PUA ra, còn lại những cái chương trình khác này, những cái benefit khác thì quý vị sẽ phải gì? Quý vị sẽ phải vào cái đường link này của tiểu bang Nebraska nha. Sau đó thì quý vị hãy điền những cái thông tin để correct cái thông tin của quý vị, họ yêu cầu quý vị trả lời vào cái form đó thì quý vị hãy điền vào để nhận cái khoản tiền đó. Thì đây là cái trường hợp Nebraska cũng giống như Pennsylvania đó quý vị, họ cũng yêu cầu như vậy. Đó thì đấy là những cái trường hợp của những cái tiểu bang mà họ đã đưa ra cái yêu cầu, còn lại có rất nhiều những cái tiểu bang khác họ vẫn chưa cập nhật thông tin, thì Vanessa sẽ xem ngày mai họ có cập nhật yêu cầu cái gì không, tại vì những tiểu bang đó họ còn chưa có được nhận tiền đâu quý vị, nên họ chưa có thông tin thì Vanessa sẽ cung cấp cho quý vị. Còn Pennsylvania thì hôm trước Vanessa đã giải thích trong một cái video rất là kỹ rồi, là cũng trừ PUA ra, còn lại là quý vị sẽ phải điền những cái thông tin ở trong một cái form. Họ có hai trường hợp điền form. Một là quý vị sẽ phải điền online, nếu như quý vị không có cái internet thì họ sẽ có cái dạng điền theo paper á, thì quý vị điền vào cái tờ giấy đó xong quý vị gửi theo cái email. Thì hôm trước Vanessa đã chia sẻ rất là kỹ trong cái phần của Pennsylvania này rồi. Đó, còn California thì như chúng ta đã biết rồi, là chúng ta sẽ phải làm gì, những ai mà được có những cái thông tin đủ, có nghĩa là đủ thông tin là trên 100 trên một tuần rồi, thì đủ thông tin là ảnh hưởng do Covid-19 á, thì chúng ta nhận được cái phase 1 á, là cái nhóm đầu tiên á, là chúng ta không cần làm gì cả. Đến cái ngày certify là tiền nó sẽ auto về cái tài khoản, back date lại từ ending tuần của 1 tháng 8 cho đến ngày hiện tại là ngày 29 tháng 8 là 5 tuần. Nhưng mà sẽ rất là soon, họ sẽ có cái tuần thứ 6 là sẽ rơi vào ngày ending ngày mùng 5 tháng 9. Thì họ bên FEMA họ đã nói là tất cả các tiểu bang đều được 6 tuần đó quý vị, thì chúng ta cùng chờ xem tiểu bang California có cập nhật mới nhất thì Vanessa sẽ chia sẻ với quý vị. Và còn trường hợp thứ hai thì chúng ta sẽ nhận tin nhắn nha quý vị nha. Có những ai mà hôm nay chưa nhận được tiền mà ngày mai cũng vẫn chưa nhận được tiền thì chúng ta sẽ nhận cái tin nhắn của họ về mail là một này, hoặc họ sẽ gửi về cái gì đây, về dạng hộp thư, họ gửi cái form bằng giấy cho quý vị điền và sẽ gửi theo đường bưu điện đâu quý vị. Thì quý vị chú ý bắt đầu từ ngày thứ ba là ngày 15 tháng này, là chúng ta ai mà chưa nhận được tiền W2 á, là rất nhiều người chưa nhận được, họ cũng đã có gửi tin nhắn cho Vanessa là họ được mấy trăm một một tuần cơ, chứ không cần phải là 100, họ đủ điều kiện trong cái tuần đó đó, nhưng mà họ lại không có nhận được cái khoản tiền này, thì có khả năng họ sẽ rơi vào cái nhóm thứ hai này, là họ sẽ phải điền thông tin từ ngày thứ ba, họ sẽ để email và hộp thư xem họ có gửi về không, thì cho quý vị phải điền ngay để chúng ta sẽ nhận được sớm nha, tại vì họ nói là điền nhanh thì được nhận nhanh cho quý vị, còn điền chậm thì có, nếu như nó hết tiền là quý vị sẽ phải chịu. Thì đó là cái thông tin của tiểu bang California. Thì hiện tại California thì chúng ta up được 5 tuần, nhưng mà tuần thứ 6 thì họ nói là chắc chắn có, chẳng qua là họ chưa có thông tin thôi, thì Vanessa sẽ cập nhật, nếu có thông tin Vanessa sẽ chia sẻ luôn cho quý vị. Có thể ngày mai là ngày thứ hai thì sẽ có thông tin, còn hôm nay là chủ nhật có thể họ sẽ chưa có làm việc. Còn nếu như có bất kể cái thông tin gì, quý vị có thể vào cái đường link của tiểu bang California EDD á, quý vị vào chữ edd.ca.gov này này thì nó sẽ có đường link chính thống của California để quý vị vào, quý vị check toàn bộ những cái thông tin mà mình cần yêu cầu, nó có đầy đủ hết. Quý vị vào phần Ask EDD để có thể bổ sung cái hồ sơ của quý vị nó bị sai. Ví dụ như hôm nay có một là anh chị đã gửi tin nhắn là đã điền cái thông tin là tôi xin tiền thất nghiệp là do thiên tai quý vị ơi, mà anh ấy nói là anh điền nhầm, thực ra là anh xin tiền thất nghiệp là do Covid-19. Thì bây giờ nếu như ở tiểu bang California thì Vanessa không biết bạn đó, anh đó là ở tiểu bang nào, thì quý vị sẽ vào phần Ask EDD và quý vị sẽ tìm thông tin đó. Còn lại nếu như quý vị ở những tiểu bang khác thì hãy vào cái link của tiểu bang của quý vị để quý vị hỏi cái phần để mà mình điền cái thông tin, sửa cái thông tin sai đó quý vị, hoặc quý vị gọi điện là nhanh nhất để nói với người ta thì người ta sẽ trả lời mình luôn. Đó. Thì đó là những cái thông tin về những cái tiểu bang mà cần phải bổ sung giấy tờ để chúng ta mới có thể nhận được tiền 300, 400. Và cái thông tin tiếp theo Vanessa xin chia sẻ với quý vị là của tiểu bang New York. Thì tiểu bang New York chúng ta có những cái thông tin mà phải nói là nó cũng hơi phức tạp, tại vì là
tiểu bang New York họ còn chưa nắm được thông tin, có nghĩa là bây giờ hiện tại thì họ nói là không, nhưng mà họ nói là họ sẽ cập nhật thông tin để họ sẽ đưa ra cho quý vị khi mà cái số tiền họ sẵn sàng gửi ra. Tại vì New York thì ngày 14 họ nói là trong ngày 14 thì có tiền, thì Vanessa sẽ cập nhật nếu như họ yêu cầu chúng ta điền form hay điền cái gì thì Vanessa sẽ chia sẻ với quý vị nha. Thì đây là cái link của đường link của tiểu bang New York, quý vị sẽ có thể vào cái đường link này để quý vị có thể tìm được thông tin mới nhất của tiểu bang New York họ đưa ra cho quý vị. Và cuối cùng là một cái thông tin nữa, đó là cái thông tin mà Vanessa đã muốn chia sẻ với quý vị rồi đó. Đó là cái tiểu bang Wisconsin, là cái tiểu bang họ đưa ra cái thông tin trên cái tờ báo USA Today á, là họ muốn họ đòi lại cái số tiền 300 của FEMA này cho khi mà người thất nghiệp lãnh, nếu như mà cái gói gì, cái gói cứu trợ có trong đó có bao gồm tiền thất nghiệp mà bên quốc hội họ thông qua thì họ sẽ đòi lại. Tại vì quốc hội thông qua gói tiền thất nghiệp đó thì họ cho rằng cái phần backdate nó sẽ nằm vào trong cái phần mà quý vị được nhận cái tiền này rồi, thì họ sẽ không cho quý vị, họ sẽ đòi lại. Thì chúng ta, như chúng ta đã biết thì bây giờ quốc hội thông qua các cái gói cứu trợ, thì một cái gói vừa rồi đã bị trượt rồi, đã bị fail rồi, còn lại cái gói cứu trợ to đùng nhất thì chúng ta còn đang chờ họ đàm phán, vẫn chưa biết kết quả. Thì có những thông tin là rơi vào bế tắc, nhưng cũng có những cái bài báo thì họ đưa ra là họ vẫn đang đàm phán. Thì Vanessa hôm nay cũng đã cập nhật được một cái thông tin rất là mới của ông Max McConnell, đó là ông đứng đầu cho bên thượng viện đó quý vị. Thì ông cũng là người cầm cân nảy mực luôn. Thì Vanessa đã coi được một cái bài báo mới nhất của ngày hôm nay, ông ấy phát biểu về nội dung của gói cứu trợ và lịch làm việc của những ngày sau. Thì tí nữa Vanessa có thời gian, Vanessa sẽ làm một cái video để thông báo với quý vị. Đây là một cái thông tin cũng rất là quan trọng. Và còn tiếp một cái bài báo nữa là họ đã đưa ra rất nhiều cái thông tin về gói cứu trợ đàm phán lần thứ hai này. Họ nói rõ luôn cả ngày á, và họ cho luôn cả bao nhiêu thời gian để mà thông qua đó. Thì Vanessa đã đọc được rồi, ngày hôm nay vừa mới ra cái bài báo mới nhất xong. Thì lát nữa Vanessa có thời gian, Vanessa sẽ chia sẻ với quý vị. Thì đó là tiểu bang Wisconsin, họ sẽ đòi lại tiền nếu như mà cái gói cứu trợ tiền thất nghiệp được gia hạn, backdate được thông qua nha quý vị nha. Còn lại những cái tiểu bang này là họ không có đòi, họ nói là dù có thông qua họ cũng sẽ không có đòi. Thì Vanessa sẽ đọc cho quý vị xem này. Đó là tiểu bang Colorado này, Indiana, Georgia, Iowa, Alabama, Idaho, Arizona, Arkansas, Hawaii, Alaska và Nebraska. Đó thì là những cái tiểu bang họ nói là họ sẽ không có đòi lại cái khoản tiền đó nếu cho dù là quốc hội có thông qua. Thì Vanessa hôm nay cái video cũng rất là dài rồi, Vanessa sẽ xin tạm dừng tại đây và hy vọng quý vị hãy like, share video để ủng hộ cho Vanessa. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video clip lần sau. Rất cảm ơn quý vị. Bye bye.